MC ơi, em nơi nào cho anh biết tên? Chẳng biết em đã được ai hôn lễ em mỗi ngày. Anh gặp em đã nhiều lần nhưng tim rối bời, vì thế cứ mãi nhìn lên ở phía sau mà thôi. Ngất ngây trẻ mây khi em nói câu xin chào. Chàng trai bao lâu theo sau em đã để ý, tiến lại được gần hương thơm tỏa thật siêu kỳ. Dừng lại một phút, anh muốn nói truyền thái y đi. Em đã say mất luôn lối về, từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên. Truyền thái y đi, em đẹp như bức tranh điêu thuyền. Nàng đã mang anh đi về nơi kiên tiên muôn vàng điều hay. Truyền thái y đi, truyền thái y. Ba 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 ba, truyền thái y đi, truyền thái y. Em gì ơi, em nơi nào cho anh biết tên? Chẳng biết em đã được ai hôn lễ em mỗi ngày. Anh gặp em đã nhiều lần như tim rối bời, vì thế cứ mãi nhìn lên ở phía sau mà thôi. Ngất ngây trời mây khi em nói câu xin chào. Chàng trai bao lâu theo sau em đã để ý, tiến lại được gần hương thơm tỏa thật siêu kỳ. Dừng lại một phút, anh muốn nói truyền thái y đi. Anh đã say mất luôn lời về, từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên. Truyền thái y đi, em đẹp như bức tranh điêu thuyền. Nàng đã mang anh đi về nơi kiên tim muôn vàng điều hay. Pa 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 pa, truyền thái y đi, truyền thái y. Pa 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 pa, truyền thái y đi, truyền thái y. Xây giai điệu này cùng nhau em nhé. Chẳng ai có thể chia cách đôi ta. Chén rượu cuối cùng lạc vào nơi tiên cánh. Em ơi em đừng lo vì anh ở ngay đây rồi. Ngô Kiến Huy, Ngô Kiến Huy, Ngô Kiến Huy. Xin cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều. Xin chào anh Bắp. Hi em. Anh Bắp ơi, cho em hỏi là nụ cười đặc trưng của anh á, lúc nào cũng có một cái răng khểnh. Nhưng mà ngày hôm nay em thấy anh hơi bị không có cười quá nhiều khi mà nhe răng. Thì cho em hỏi cái răng khểnh của anh đâu rồi ạ? Hồi nãy anh ăn cơm tấm, cắn miếng sườn cọng. Ra đây mất tiêu cái răng. Cắn ngay cái răng khểnh. Đúng rồi, dùng răng khểnh để ăn sườn. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì phải rút kinh nghiệm. Anh rút kinh nghiệm sâu sắc. Đúng từ rồi. Hôm nay về sau. Đúng rồi, đúng rồi. Quá tuyệt vời, một tràng vỗ tay dành cho Ngô Kiến Huy. Vâng, xin mời chị Trác Thiên Miêu ạ. Đang định nói em gái sao mà đẹp trai quá vậy? Thì có chị, những tuần trước là bạn đã từng hóa thân thành Sơn Tùng MTP. Bước ra một cái là em phải ăn hợp liền. Đây là một cái nhan sắc phi giới tính nha chị. Thật sự. Làm con gái cũng đẹp, làm con trai cũng không đẹp mà luôn. Thích quá, thích vậy nè. Nhưng mà bạn lạnh còn hơn Bắp luôn á. Tại vì Bắp nè, người ta ý người ta có cái nanh cọp, người ta nhếch mép. Mình không có cái nanh cọp như người ta cho nên mình không nhếch mép. Đâm ra nó bị lạnh lùng. Dạ. Hôm nay như Kara có gì đó không tập trung lắm. Bị mệt hay là bị phân tán bởi vũ đạo hay là làm sao hả? Bị bận nhét hai cái độn vai trong này. Đó, lúc nãy em thấy miếng rớt ra đúng không? Dì ơi em nơi nào cho anh biết tên. Chẳng biết em đã được ai. Dạ, uổng quá à. Anh thì nghĩ thế này. Cái bài truyền thái y này thì nó là một cái MV cực kỳ duyên dáng và thể hiện được đúng cái cá tính của Ngô Kiến Huy. Một anh chàng duyên dáng và tếu táo. Đó, đó mới là cái điều mà khán giả yêu thích ở Ngô Kiến Huy, chứ không hẳn chỉ là vì giọng hát. Nếu như em làm lại cái bản mà từ MV á, từ cái câu chuyện đó mình tái hiện một phần nào đó thôi, thì chắc chắn là em sẽ ra được cái thần thái của Ngô Kiến Huy nhiều hơn. Dạ. Là với cái bài hát này. Nhất là khi em cũng biết rằng là mình không có được cái răng khểnh như Huy. Bây giờ mình làm sao mà hóa trang cái răng khểnh bây giờ, nhét cái gì vô bây giờ? Thì đó là cái điều anh hơi tiếc cho cái tiết mục này nha. Bởi vì anh biết Kara có khả năng diễn xuất và hóa thân. Nếu như mình chọn đúng cái tiết mục thì em sẽ càng tỏa sáng hơn. Cảm ơn em.
Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa ạ. Vâng, em xin mời giám khảo Mỹ Linh. Đúng là chị cảm thấy là cái bài này của em nó hơi trầm á. Dạ. Anh chàng kia là anh tươi, anh có cái răng khểnh đã đành rồi, nhưng mà cái bản tính của anh lúc ra sân khấu nó tinh thần rất là tươi tắn hơn. Nhưng mà em thì lạnh lạnh hơn, thế nên là em hát bài của Ngô Kiến Huy nhưng mà nó mang tinh thần của Cara Phương nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà cái tinh thần của Cara Phương nó cũng hay, nhưng mà ở đây chúng ta là gương mặt thân quen, đâm ra là gương mặt hôm nay là không mấy quen lắm. Không quen để lắm. Lần sau sẽ xuất sắc hơn hôm nay. Dạ. Cảm ơn ba vị giám khảo rất là nhiều. Cảm ơn Cara Phương rất nhiều.